Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay xin mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang Hotline 0395 8845. Trên tay mình đây chính là chiếc camera ngụy trang cốc sạc điện thoại Samsung. Với chiếc cốc sạc điện thoại Samsung này thì mắt camera siêu nhỏ nha, nhưng mà góc quay của nó là 150 độ, hình ảnh là hình ảnh full 4K. Nó sẽ có những cái chức năng chính là kết nối từ xa qua 3G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, thu âm đầy đủ hình và tiếng và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem được từ xa cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Và mắt camera thì siêu nhỏ nhá, nó sẽ nằm ở phần đầu này của chiếc cốc sạc nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, nó cực kỳ là kín đáo cho các bạn. Và ở dưới cái phần dưới chân này thì nó sẽ có cho các bạn là đó chính là một khay cắm thẻ nhớ này. Đấy, cái lỗ này sẽ làm cái để cho các bạn muốn reset camera nhá. Đó, còn đây sẽ là cái chân để cho các bạn sạc sạc pin điện thoại với các bạn ấy. Đó. Thì con cốc sạc này thì các bạn có thể để ở trong nhà này cũng như là cửa hàng, hoặc là để ở trong phòng để có thể theo dõi một ai đó, hoặc là quay lại bằng chứng cứ. Đó, cực kỳ là hợp lý nhá. Và khi các bạn mua hàng của nhà mình thì các bạn cứ yên tâm, nhà mình sẽ có thẻ bảo hành cho bạn để bảo hành sản phẩm của nhà mình ấy, thì sẽ được bảo hành 1 năm lẫn 1 tuổi 1 tuổi mới. Đó. Và khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy thì sẽ có một cái tờ hướng dẫn camera siêu nhỏ. Bằng chữ tiếng Việt như thế này, có đầy đủ cả hình ảnh minh họa để cho các bạn có thể đọc và biết cách sử dụng nhé. Các bạn nào mà chưa biết cách sử dụng này, chưa có thể sử dụng được chiếc camera này của nhà mình ấy, thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho nhà mình hoặc là xem hết video này để nhà mình có thể hướng dẫn cho các bạn. Và ngoài ra ấy, khi các bạn mua hàng của nhà mình thì các bạn sẽ còn được tặng kèm đó chính những cái ưu đãi cực kỳ là hời. Đầu tiên thì nhà mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ 64GB để cho các bạn có thể lưu trữ dữ liệu nhá. Đấy, thẻ nhớ 64GB này sẽ là thẻ nhớ chính hãng. Thẻ nhớ chính hãng có thể lưu trữ tối đa trong vòng 13 ngày cho các bạn luôn. Đó. Và thứ hai nữa là khi các bạn mua hàng của nhà mình nhá, thì các bạn sẽ còn được nhà mình hỗ trợ ship, free ship cho các bạn khi các bạn đặt hàng mua online. Và các bạn đặt hàng mua online thì các bạn cứ yên tâm nhá. Khi các bạn nhận hàng thì các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, thử hàng, test hàng, hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp sản phẩm không đúng như mô tả này, không đúng như video quảng cáo này thì các bạn cứ hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Bên mình có bao test, bao ship cho các bạn luôn. Và khi các bạn nhận hàng ấy, các bạn test với shipper mà các bạn chưa biết test thì các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp cho nhà mình để nhà mình có thể hướng dẫn các bạn test luôn tại đó. Đó, ok thì thanh toán. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc camera ngụy trang cốc sạc Samsung này của nhà mình nhá. Thì đầu tiên thì các bạn cứ cắm vào nguồn điện cho mình nhá. Các bạn cũng có thể cắm dây để vừa sạc điện thoại bằng camera thì nó vẫn sẽ hoạt động nhá. Đó, khi các bạn cắm đây này, cắm vào nguồn điện có điện. Đây, thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên nhá. Các bạn sẽ ấn vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store tùy vào dòng điện thoại mà các bạn đang sử dụng này. Rồi các bạn sẽ ấn vào mục tìm kiếm một cái ứng dụng có tên Lookcam về máy cho mình để tải về máy cho mình nhá. Lookcam. Đó, các bạn sẽ ấn tìm kiếm Lookcam thì các bạn tìm kiếm đúng ứng dụng có màu xanh nước biển có chữ Lookcam này. Các bạn sẽ ấn tải về máy cho mình. Và khi các bạn ấn tải về máy xong rồi nhá, thì các bạn sẽ ấn thoát ra này, ấn vào phần cài đặt của điện thoại này, ấn vào phần wifi hoặc phần kết nối của điện thoại nhá, để các bạn có thể chờ cho mình một cái tín hiệu của camera phát ra. Tín hiệu của camera ấy sẽ là mặc định một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như thế này. Các bạn sẽ ấn kết nối cho mình nhá. Và nhiều máy khi các bạn ấn kết nối thì các bạn sẽ có hiện ra những cái dòng chữ là các bạn có cho phép ứng dụng có giữ kết nối với cái tín hiệu wifi này không, thì các bạn sẽ ấn giữ kết nối cho mình. Và vì đây sẽ là tín hiệu của camera không phải là tín hiệu của wifi nên là nó sẽ ghi là không có kết nối internet này cũng không sao. Đó, nó sẽ không ảnh hưởng bất kỳ một cái vấn đề gì. Và khi các bạn kết nối từ xa nhá, thì cái tín hiệu của camera này thì nó sẽ tự động ẩn đi nhá, mà nó sẽ không hiện ra nữa, cực kỳ là kín đáo cho các bạn nên các bạn sẽ không sợ bị phát hiện. Đó. Và khi các bạn đã kết nối thành công như thế này rồi thì các bạn sẽ ấn thoát ra, ấn vào ứng dụng Lookcam là các bạn đã có thể xem được trực tiếp nhá.
camera của nhà mình ấy thì cực kỳ là dễ dàng sử dụng nhá, ai ai cũng có thể sử dụng được. Và khi các bạn vào ứng dụng ấy, nếu như các bạn lần đầu vào ứng dụng thì nó sẽ hiện ra những cái dòng thông báo là các bạn có cho phép ứng dụng này truy cập vào những cái phần mềm này hay không. Thì các bạn sẽ ấn cho phép hết cho mình nhá, cho phép, các bạn phải ấn luôn luôn cho phép hết cho mình này đó. Và khi các bạn gặp chữ tick như này hoặc là gặp can ok như này thì các bạn ấn can này, ấn vào device online màu xanh này, ấn can tiếp là các bạn đã vào màn hình chính để có thể quan sát camera nhá. Thì đây là camera của nhà mình đang hoạt động này đó, đây các bạn có thể nhìn thấy này, camera nhá, nó cực kỳ là nét này, nét cho các bạn này. Trên đây sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm nhá. Ngày giờ tháng năm này ấy, thì sẽ cập nhật theo ngày giờ tháng năm của điện thoại các bạn, nên cực kỳ là chuẩn xác nhá. Đấy, các bạn có thể lấy làm bằng chứng chứng cứ, nó sẽ giống như những cái dòng camera to ấy, các bạn có thể lấy làm bằng chứng cứ thoải mái luôn. Đó, thì khi các bạn chạm vào thì nó sẽ hiện ra hai thanh công cụ. Thanh ở trên này ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái phần gọi là 1080, đây sẽ là độ phân giải cũng là chất lượng hình ảnh. Các bạn có thể chọn và ấn vào đây này, chọn chế độ 2K hoặc là 4K cao nhất để có thể xem hình ảnh được sắc nét nhất nhá. Đó, camera của nhà mình ấy thì các bạn có thể zoom nhá, zoom để có thể soi được khá là xa đấy. Và khi các bạn chạm vào này, các bạn muốn nghe âm thanh xung quanh camera nghe trực tiếp thì các bạn sẽ mở to âm lượng của điện thoại mình lên nhá. Các bạn sẽ bật lên là các bạn có thể nghe được âm thanh xung quanh của chiếc camera nhá. Thì khi nhà mình test ở đây thì để hai cái thiết bị này gần nhau nên là nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh, và khi các bạn nghe từ xa âm thanh nó cực kỳ là to và rõ ràng đó. Còn cái phần này sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh trực tiếp cũng như là quay phim trực tiếp, chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình nhá. Nếu mà các bạn không sử dụng hai tính năng này thì nó cũng sẽ quay được những cái gì nó sẽ lưu hết vào trong thẻ nhớ để tí nữa các bạn có thể xem lại. Và hai cái nút này sẽ là chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh, nếu các bạn đặt camera ngược ấy thì các bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh góc ảnh ở đây để về đúng hình ảnh thực tế nhá. Đó, thì đây sẽ là chiếc camera của nhà mình này. Khi các bạn di chuyển qua di chuyển lại nhá, đấy, khi các bạn di chuyển qua di chuyển lại ấy, thì camera nó cực kỳ là mượt nhá, nó sẽ không bị vấp hình cũng như là không bị xước hình, không bị nhòe hình đâu ạ. Đó, trong đây sẽ là cái phần hình ảnh này. Đấy, cũng như là âm thanh mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Các bạn nào mà muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa thì các bạn sẽ ấn thoát ra này. Và các bạn phải lưu ý cho mình là các bạn phải đạt được cho mình đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, yêu cầu thứ nhất này là xung quanh camera phải có mạng nhá, phải có mạng 3G, 4G hoặc phải có wifi nhá. Phải có wifi. Khi mà xung quanh camera có wifi, có tín hiệu wifi ấy, thì các bạn sẽ ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình này, ấn vào phần device setting ở đây nhá. Các bạn sẽ ấn vào phần wifi setting này thì nó sẽ hiện ra toàn bộ wifi mà camera bắt được nhá. Thì các bạn sẽ chọn tín hiệu wifi của mình này, nhập đúng mật khẩu vào cho mình nhá. Các bạn phải lưu ý là nhập đúng mật khẩu thì nó mới hoạt động được này. Đó, nhập đúng mật khẩu, các bạn ấn ok. Và khi đi xa nhá, điện thoại máy chủ của các bạn cũng phải bật mạng 3G, 4G hoặc wifi lên để có thể kết nối với nhau, để có thể xem được từ xa, quan sát từ xa không giới hạn khoảng cách nhá. Các bạn có thể để camera này ở Việt Nam mà các bạn đi ra nước ngoài các bạn vẫn có thể xem được nhá. Và thứ hai nữa là các bạn cũng có thể chia sẻ chiếc camera này cho người thân, bạn bè hoặc một ai đó xem cùng. Các bạn chỉ việc ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn vào phần device QR code mạng ở cuối cùng, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hiện ra một cái mã code này, thì chỉ cần quét cái mã code này là có thể chia sẻ cho một ai đó xem cùng rồi đó. Và bạn nào ấy muốn xem lại cái phần toàn bộ lưu trữ trong thẻ nhớ thì các bạn sẽ ấn vào phần cloud gạch chéo SD ở giữa này, rồi các bạn sẽ ấn vào phần SD file bên cạnh này nhá. SD file ở bên cạnh này thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ ở trong đây cho các bạn xem lại. Camera của nhà mình cực kỳ là tiện lợi bởi vì khi mà nó đầy bộ nhớ nhá thì nó sẽ tự động đẩy file cũ và lưu file mới cho các bạn, nên cực kỳ là tiện cho các bạn luôn. Các bạn sẽ không phải vào xóa bất kỳ một cái file nào mà nó sẽ tự động xóa cho các bạn để lưu file mới. Nó sẽ lưu liên tục như thế. Đó, và các bạn sẽ không lo là nó sẽ không lưu. Đó. Và các bạn sẽ ấn vào phần album ở bên cạnh này để có thể xem lại những cái hình ảnh mà hoặc là những cái thước phim mà các bạn chụp ảnh trực tiếp hoặc quay phim trực tiếp như lúc nãy mình có giới thiệu đó.
Và camera của nhà mình ấy, bạn nào mà muốn sử dụng nhiều nhiều thiết bị mà đặt nhiều góc khác nhau ấy, thì các bạn có thể xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại. Các bạn chỉ việc ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình này, rồi các bạn sẽ ấn vào dấu cộng này này, chọn tín hiệu của camera. Các bạn chọn tín hiệu của camera này thì các bạn sẽ xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại. Đó. Thì trên đây cũng là cái phần mà mình giới thiệu cũng như là mình hướng dẫn cho các bạn về thông tin sản phẩm. Đó. Thì bạn nào ấy mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 thì nhà mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và trên kênh của nhà mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau. Các bạn có thể lên kênh YouTube của nhà mình để có thể tham khảo những cái mẫu camera ngụy trang khác đó, hoặc là bạn nào có nhu cầu muốn độ chế camera và những cái thiết bị điện tử hoặc là những cái đồ gia dụng trong gia đình như kiểu tranh ảnh hoặc là túi sách, ba lô, túi bút thì các bạn cũng có thể liên hệ cho nhà mình để nhà mình có thể tư vấn kỹ hơn và hỗ trợ cho các bạn đó. Giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.